Cắt ra. Quên, lúc đấy không bảo anh trước là chiên lên xong rồi cho con nấu. Chiên lên xong rồi cho con nấu là sao? Chiên bộ đuôi này này lên xong rồi sau nấu sau. Để chiên. Dừa với tỏi thơm đấy. Hôm nay ăn tốn cơm lắm ấy. Đào đây. Muối, mắm muối một tí. Lơ trâu om dưa. Nước dừa. Thêm là một chút nước về đây. Ok nhé mọi người nhá. Giờ bắt đầu cho chía trâu vào. Cái phần da sẽ úp xuống dưới tại vì nó dai. Đây xong anh cứ thả đi trong em phủ cái này lên. Phủ lên. Đấy. Phủ lên cho nó lại. Rồi. Cho đậu vào luôn không? À đậu tí nữa sẽ cho vào sau. Gần tí sẽ cho vào. Đó, phủ hết cái này lên nha mọi người nha. Nào, ok, cái nhau nào. Okay. Rồi bây giờ chỉ đợi thôi. Đặt cái đậu này lại. Ôi. Ui, bắt đầu xém thơm lắm rồi mọi người ạ. Mùi dưa chua mới cả. Nào, lấy lắm. Ui, dài lắm. Om khoảng tầm hơn một tiếng rồi mọi người ạ. Nhưng mà vẫn cảm giác nó dài lắm. Có tướt anh ạ. Khả năng sẽ cho nó 15 phút nữa dài. Mình sẽ ăn theo kiểu thái mỏng, sật. Ôi, còn nếu mà nhừ quá thì những cái phần da này nó lại dính mọi người. Nhừ quá nó không ngon lắm. Hey, anh ơi, tí nữa em có cách ăn giòn. Cho ra bát canh rồi, cho đá vào. Anh ấy kiểu TikTok người ta đang ấy. Chưa biết à, thôi nói chung là canh nhau rồi cho đá vào ấy. Ok, bây giờ sẽ đi chuẩn bị đồ để chén á. Ok nha mọi người nhá. Cái món gọi là lở om dưa của anh em mình đã xong rồi. Bây giờ sẽ đến mức thưởng thức. Đến giai đoạn thưởng thức. Ôi, mới khúc đuôi đâu anh? Đuôi trong đấy mà. Khúc đuôi thì mình nghĩ khúc đuôi là khúc ngon nhất. Đấy, khúc này mới là khúc ngon nhất này. Siêu ngon luôn. Lở trâu om dưa. Cho dưa vào. Đuôi. Ngon chưa? Ok. Thế đâu? Thưởng thức. Chà. Đây, quay cái mặt này lại mới chuẩn này. Đấy. Thấy cái lỗ đít. Ok nha mọi người nha. Bây giờ sẽ bắt đầu đến tiết mục thưởng thức cái lở trâu này. Chén. Ui. Cũng đâu. Thế em thử cắn qua cho nó. Đây. Chưa giờ. cầm một cục lở trâu. Một rộng lắm rồi ạ. Đấy gọi là chưa giờ ăn lở.
Thơm lắm. Bây giờ mà nó còn tươi sống mà lấy. Thối thôi rồi. Không được. Lông à? Lông đâu mà lông. Mới giỏ dãi lông. Đây thịt đây này. Đây mới là chỗ lờ chuẩn này. Đúng sai lắm. Ông làm cái răng giả là bỏ lại răng ở đấy. Ừ. Sao? Ngon ngon. Cái rượu ăn được ngon này, lắm chứ nhỉ. Bây giờ sẽ cắt nó ra đã nhá mọi người. Ngon hết mọi người. Xẻo lờ. Thử đây. Ngu nó dài. Ây hả bảo. Rồi. Đây. Cái lờ trâu thì nó chỉ có da bao quanh là bạc nhạc bạc nhạc. Thử xẻo ra nhá. Cả lờ trâu, cả đít trâu, cá đuôi trâu. Thế gọi là hậu môn trâu. Đấy, gọi là khế ngon ta quánh cả cụm. Cái này phải thái mỏng mới ăn được chứ không được dai. Ui, phải mỏng nữa anh ạ. Ừ? Sao bố mẹ em đã phát mà. Mày thử xem chuẩn mỏng được không? Chắc là bộ nhá của em sắp hết hạn sử dụng rồi. Ở trong cái nước này nó sẽ ngon. Sao? Ngon lắm. Nó cực hay nhá, nhìn nó thâm thâm đấy. Nó thâm thâm nhá mọi người nhá. Ừ, cái miếng kiểu nó thâm thâm ấy. Cái chén nó đen xì đấy. Đấy, xin à? Xin ngồi đây. Xin ngồi đây. Xin ngồi đây. Xin ngồi đây. Hoa bính cho. Đây, cho con một miếng này. Con biết đây là gì không? Thịt trâu. Thịt trâu, cái gì trâu đây? Đuôi trâu. Ờ đúng rồi, đuôi trâu, làm miếng. Bằng, ngon lắm. Ngon kinh khủng rồi. Thôi, hết bỏng rồi, nguội rồi. Ăn đi. Thế nào? Ngon lắm. Cảm giác? Không. Sao lại không? Con phải ăn cái chỗ này nó mới ngon này, chỗ da da này, đây này, chỗ này nó thật thật nhá. Giòn, giòn, thật thật. À. À. Cố lên. Vẫn chưa đứt, đã chưa đứt. À, cố lên. Cháu gãy răng nó. Ngon không? Ai mà răng đang chuẩn bị thay à, giọng cái này chỉ có tay răng luôn. Dài cho mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Em tự thái cái phần thịt nó này. Phần ngon lờ, thì không mời em. Lờ trâu chấm tương. Ừ, ngon mà. Giòn khí dai lắm. Ừ. Đây, ừ. Chuẩn phần lờ của nó đây nhá mọi người nhá. Đây cái lỗ này. Là ít rau à? Cái lỗ đường đi này. À, à. Có ít rau à mọi người? Điểm gờ đây, điểm gờ. Đấy mới gọi là lờ trâu xào dưa. Lờ trâu om dưa. Hơi gai gai đúng không? Bạn uống bạn chịu chế. Sao nó nghiện mà nó cứ kiểu mắc ở đây nó trôi rồi trôi cảm giác xuống bên đây. Coca. Thế uống Coca không? Coca đi. Ôi, bị nghiện mọi người ạ. Anh bạn hỏi em ấy. Còn phần này là phần lỗ đít à? Đấy. Còn là đây phần lờ chuẩn là phần này nhá mọi người nhá. Từ chỗ này chạy ra đây này. Còn trên này là đây là phần lỗ đít đấy. Anh em mình làm sạch rồi. Anh em mình làm sạch hết rồi nhá mọi người nhá. Còn cái phần da này thì rất là dai luôn. Giờ thử một miếng ở chỗ này này. Chuẩn, chuẩn lờ trâu, chuẩn tín hiệu nhá. Lờ trâu không xì luôn. Bạn ấy ăn thì ngon nhá. Ừ. Đặt khấu ấy, khấu ấy. Con này nó hơi trơn anh em ạ. Bố chẳng nuôi đâu à? Hả? Bố chẳng nuôi đâu. Đoạn này đúng là đoạn khuôn đấy. Khuôn, trong khuôn đấy. Đoạn này là tỉ bao nhiêu con trâu ra rồi này. Bố chẳng nuôi đâu à? Nuôi bò làm gì? Con ăn được không? À, đây này.
thế ăn được ạ? À? Tôi xin ăn con rắn này. Cháu muốn ăn cái đấy à? Cái này ngon lắm. Chú ăn thử đi. Rồi nhá, chú ăn thử xem nhá. Sật. Đoạn này mới là đoạn ngon này. Con ngồi sang đây xin. Đấy là người này sật sật này anh ơi. Cái người nó cái rồi nhá. Chết chưa, ăn tham. Không cho xin ăn này nhỉ. Tham mà. Nào, xin ăn thử đi. Sao? Ngon à? Xin bảo ngon mọi người. Nó kia. Mình thì thích ăn phần da này. Giòn lắm. Phần da này phải thái mỏng nó mới giòn này. Bố ăn ăn hẳn mượn miếng ngon. Bố ăn hẳn mượn miếng ngon. Giỏi lắm rồi. Mượn miếng á? Bố ăn hẳn mượn miếng này. Rồi, cho xin ăn hẳn một miếng. Không. Thử ra nào. Cắn. Không bỏng đâu, cắn. Cắn đi. Không bỏng đâu, không bỏng đâu. Cứ sờ tay này, thoải mái này. Đấy, cắn. Cố lên. Sao? Thế nào? Cứng à? Đây đây. Tinh túy đây này. Ngoáy này. Trời. Gãy mẹ răng đi. Tao xin làm mày không? Tao dài luôn. Chấm nào. Không chấm à? Bỏ. Răng khỏe quá. Nói chung là cái phần phải trâu dai. Cái da gần chỗ lở nó rồi. Đó. Cái này nhá, giòn nhá. Vẫn dài. Không giòn. Vẫn dai mọi người. Cái mình nó lộn xộn lắm kệ. Cái mắc răng lắm. Chốt lại là cái món lở trâu này là phải lọc nguyên ra lấy cái lở bằng cái này này. Xong rồi thái mỏng. À xong rồi luộc qua thái mỏng xào khế. Vẫn là ngon nhất, ăn sật 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 sật. Làm như anh em mình. Như anh em mình là làm hơi lộn cộm. Hơi lông côm mọi người ạ. Thế nên là nó... Ôi trời, cái đuôi này mới là cái đẳng cấp này. Đấy em bảo đuôi giòn mà. Ô, đuôi này mới ngon này. Đây, nhìn cái thịt nó sướng không? Rồi. Giòn vãi trưởng luôn. Rồi em nữa. Đây. Giòn vãi trưởng luôn. Dưa chua là cái gì ăn mà ngon nhất mọi người ạ. Đấy. Thấy chưa? Ở dưới nhà hả? Giòn. Con chạy xuống em dơm đi. Ngon không? Thế em dơm ăn luôn. Dài không? Dơm nhị. Phần đuôi ngon nhất mọi người ạ. Em dơm chưa? Giòn lắm. Chứ con chả béo như con lợn à? Con gầy phải thấy con em dơm. Nó có chật cái này nè. Trứng mâm dướn này là dai rồi. Nó chiên nhỏ, mềm. Đã. Anh em nhìn đây nè. Chà mà, từng cơm. Dạ. Tôi cho em in nước. Được không? Nước rồi. Nước càng. Ngon lắm mọi người ạ, dưa chua ấy. Dưa chua này ra kiểu cái chất của con bò. Bia Bia đâu? Bia gì đấy? Bia bổ uống.
chị không uống Coca. Chị uống Coca. Cái phần dưới này mới là ngon. Cầm gặm như kiểu vitamin gâu gâu ấy. Tỏi tỏi. Linh đem tí nước thì phần cây cũng toàn ngon. Linh phần nhà mẹ Linh đấy. Không, mẹ Linh thì không làm, không được ăn. Không làm mà đòi có ăn đấy. Chỉ ăn cái này dâu thôi. Đúng rồi, tí phần cho mẹ mày này. Không làm đâu có ăn, chỉ có ăn lờ thôi. Mẹ sẽ ăn la rồi. Còn mẹ mày thì mẹ mày đánh nhỏ. Hả? Nó ăn hết à? Những cái món như này ai mà thực sự là không ăn được không? Anh em mình ăn tạm thì cái gì ăn được. Chứ anh em mình lại thấy ngon lắm nhỉ. Chẳng xuống kia ăn à? Xuống nhà ăn nè. Ừ. Ở đây mát à? Ở đây nắng như bò rồi. Nắng như bò là nắng gì? Ở đây dâm rồi. Dâm rồi. Mày tiêu rồi kìa. Giết miên rồi.